biết gỗ lắm. Dạ thấy ghê quá. Ừ, trái. Trái bắp đùi. Anh chị không biết có mặt miết gì nhiều không. Rồi, đầu video á, từ sân Bắc á, cũng mến chào cô dì, chú bác, anh chị và các bạn gần xa, cũng được nhiều sức khỏe nha. Thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục là cuộc sống mưu sinh nữa anh chị ơi. Đó. Thì đi đến đây cũng gặp được một tổ nghe anh chị ở trên cây bần. Đó, tổ này cũng nhìn thấy nó cũng được được nghe anh chị. Tổ ong này nhìn thấy cũng khá khá nè. Ở đầu mặt nó nhìn giòn giòn, vuốt cũng im lắm nghe anh chị. Đó. Nó đóng trên cây bần ôm đây lên tới trên nhánh chắc cũng é luôn anh chị. Đó, để quay trở lại cho gặp trải nghiệm sân Bắc nha. Okay. Ngồi kìa. Ngồi chào mọi người nha. Ngồi ngồi thấy thảnh thơi không? Để quay trở qua cho anh chị xem cái tổ ong. Rồi tổ ong nó lúc cái chỗ này anh chị. Nó. Ở trong cái kẽ hai tàu dừa thẳng lên luôn đó anh chị. Thấy không? Lúc cái chỗ này. Vì chỗ này nó hơi phức lá cây nhiều lắm anh chị. Đây cây bằng. Đây, nó. Thấy chưa? Ông chủ nhà ông gào lại nghe anh chị. Đó. Chủ nhà ông thấy á. Ông bác ông gào lại rồi mình hỏi gặp mình hỏi mình hút chia đó thì ông bác ông cũng đồng ý. Rồi bây giờ thì mình để trang bị đồ nghề mình sẽ lên anh chị ơi. Rồi nhà bắt đầu lên anh chị ơi, lại tới góc luôn đốt 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 luôn khối cái gì vậy đạp ở đây chịu tao cho con nè chịu mấy nhánh đi bằng bự cái nữa coi ôi ôi tuồng bánh xe. Ơi bặn bự. Ơi khối. Ôi. Ở mặt. Khổ đâu rồi. Ơi. Ho luôn. Phóng. Mệt quá. Thở con trâu quá. Gió thôi. Buộc con giấy thiếu rồi. Cái quá trời. Cho anh chị xem tổ nè. Nó thử thế lại. Biết gỗ lắm. Dạ thấy ghê quá. Ừ, trái. Trái bắp đùi. Anh chị không biết có mặt miết gì nhiều không.
Ngồi đấy, ngồi lấy mật anh chị. Không đủ lực khối. Khối không đủ lực. Có mặt không? Trời ơi, mặt chám rồi mệt quá. Lâm nhanh trời. Bố chui. Mặt dở quá. Mặt chuẩn sĩ mặt. Từ trong luôn. Cũng sĩ mặt. Đủ nửa lít. Đúng rồi mặt giò. Quá trời luôn. Mặt này anh chị. Ôi nó bu. Bích chạch chân luôn. Xỉ máy mặt. Trời ơi thiệt tình. Ủa gì mà cục mặt cũng dở. Hết biết lớn mà dở cái phản thành được chứ. Rồi để lấy mặt anh chị ơi. Giữa thận vậy. Mấy anh chị hết tất cả đi ngon. Thấy nó khô và cắt ra nhìn thấy nó cũng được được nhỏ rồi đấy. Ghê không?
Mệt dữ rồi. Hả? Bu biết sao lên không nổi không? Biết sao lên không nổi không? Dướng cái này nè. Dướng cái này nè. Ừ. Dướng nó lên được. Chuẩn bị máy mà. Nè. Cầm á. Mệt cái khô. Cái này vậy? Hung thiệt. Đây cho review cái này. Đây anh chị ơi, cục mở cái chuyện xì máy. Xì máy không bằng. Xì máy nha anh chị, không được nửa lít nữa. Nó hơi nhỏ nè, thấy không? Bị khô nữa. Rồi, bây giờ thì để hai anh em đi săn tiếp nha anh chị. Có quay tiếp cho anh chị xem nha. Giờ bắt đầu qua hốt ổ cái cây trồng nha anh chị. Hốt cho ông anh nè. Cây trồng ổ này cũng khá khá. Ổ cũng xem cũng có lý dữ lắm mà cái đầu mặt nó hơi lép lép nha anh chị. Lúc lúc cái trận này. Cao lắm, cao luôn. Rồi bây giờ để mình trèo lên coi có mặt. Mặt miết gì không nha. Chỗ nó cũng gần trời. Vú sữa. Chim ong còn đây chợ hẹn chi. Chim ong ở đâu không biết nữa. Trong áo quá. Đi qua cái cọng được không đây nữa. Rất cái chán ạ. Nhánh tre này bẻ bẻ kỹ rồi, chứ không kỹ là mệt nó gì lắm. Ổ này chắc không cho anh chị xem chọn được rồi, lên là nó bay ra liền đó anh chị. Đường này không bay nha. Ngay khấu nè. Lớn lắm, lớn. Bay ra hết trơn luôn. Rồi cái mặt biết chưa.
Đụng tao dưa. Vừa nè anh chị, mình cho nó trống cái ổ, nó làm lớn lên. Dao này cắt không đã, dao cán vàng này là cắt không có đã tay, không có bằng dao cán đen. Chưa có thấy cục mạch. Vừa tao giết quá trời. Mình phải dọn nó được, mình không dọn là hư cái ổ ong luôn. Chưa thấy cục mặt nữa anh chị, giết nó được bao nhiêu nữa. Cắt nhánh này luôn, cắt cái tàu này luôn chứ. Dao cắn vàng này khó làm ăn hơn, nó mềm hơn cái dao cắn cây nha anh chị. Rồi bắt đầu khui cục mặt nè, khui trời ơi cục mặt. Chủ yếu mình lên đây là mình dọn mấy tàu dừa nè anh chị, chứ cục mặt thì mình thấy hỏi ôi rồi. Trời ơi, ổ mấy toanh luôn mà cục mặt nó dở còn hơn cái chữ dở luôn nè. Chuyện sĩ mặt ổ nè, năng lý ổ này đóng dài lắm anh chị, nó bị nè, bị tàu dừa nó quẹt á, chứ không thôi ổ này lớn lắm rồi. Nó đóng kèo đứng rồi nè, đã thấy ghê không. Cục mặt nhìn thấy không có như ý muốn chút nào hết nè. Ôi trời, dở rồi, cắt mặt luôn chị ơi. Đó, không biết được sĩ mặt không nè. Đó, hết biết. Lên chú ý mình dọn, dọn tàu dừa coi cho nó phát lên không. Cục mặt mini, không được xị mặt, nửa xị mặt. Có ông ghim là vậy đó. Trời ơi, ở dưới đất nhìn thấy nó hơi u u mà. Lên lại nó chứ sao, không có ong mà. Quay cho anh chị xem nè, rồi xuống chị. Ôi da, trời. Leo cao vậy đi nè, không có mặt. Ổ đó là đúng tới ngày hốt luôn đó anh chị.
ổ đó tầm 20 ngày. Ôi bu không có ong mà nó rượt cái nè. Ủa không có mặt, không có mặt mà nó rượt khủng khiếp. Rồi bây giờ mình trở về cây bên đây mới được. Tới một chuyện thiệt chứ, hốt hai ổ, ổ cây bằng, ổ cây này nửa lít mặt, hai ổ nửa lít mặt à. Buồn. Dê dê luôn. Mặt gì đâu mà nó dở, ngộ thiệt. Chỉ mặt à. Đó. Ổ ông mới mà vậy đó. Vậy mà đậu chấm dâu đồ luôn nó mới chịu chứ. Trời ơi. Nó nè. Xị mặt. Yếu xị nữa. Chấm dâu luôn nó ăn. Chấm dâu rồi. Môi ra nó ăn. Mặt làm không phủ anh chị ơi. Rồi bây giờ thì Tư Săn Bắt ở trên cũng thích kết thúc video luôn anh chị ơi. Hẹn anh chị những cái video đi lấy mật ong gừng tiếp theo nữa nha. Nếu mà anh chị cô bác gần xa có nhu cầu mua mật ong gừng á, nguyên chất á, thì liên hệ qua Tư Săn Bắt qua số điện thoại thì 0379 144 026 nha. Nói Zalo, Facebook thì cũng có, nick Facebook thì Săn Bắt Vĩnh Long, còn Zalo thì Hồ Văn Tư nha. Là số điện thoại mình đang sử dụng, đang xài đó, là 0379 144 026 ha. Rồi, nếu có nhu cầu mua mật ong thì liên hệ qua số đó nha. Rồi, bye, cô chú.